Khi ấy Phật tán thán Tích Đà Hoàn Nhân: lành thay, vị có thể phân biệt các pháp và có thể khéo nói tướng Bát Nhã là tướng không hai cho nên tán thán. Trong đây Phật tự nói, thí dụ, nếu người muốn phân biệt pháp tánh thật tế làm hai phần, là người ấy muốn phân biệt Bát Nhã Ba La Mật làm hai phần. Đế Thích tự nói Bát Nhã, lại nghe Phật lặp lại tâm ông thanh tịnh, tin sâu hoan hỷ, nói, hết thảy thế gian nên lễ kính. Thích Đại Hoàn Nhân tự nói nhân duyên, tất cả Bồ Tát học Bát Nhã ấy, chứng được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Lại trong đây lấy thân mình để ví dụ, thân mình ví dụ Phật, quyển kinh Bát Nhã ví dụ chỗ ngồi. Có người nói thân mình ví dụ Bát Nhã, chỗ ngồi ví dụ Xá Lợi, thế nên trong hai phần con lấy phần quyển kinh Bát Nhã. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, con nếu thọ trì đọc tụng Bát Nhã, khi ấy cho đến không thấy có dấu hiệu sợ hãi, huống gì sợ hãi thật. Vì cớ sao? Vì hết thảy pháp không tướng, không ngôn, không thuyết, Bát Nhã Ba La Mật hay khiến người tu ngộ được pháp vô tướng ấy, cho nên không sợ. Người thọ trì cúng dường Bát Nhã không bị rơi vào ba đường ác và ba thừa, đời đời không lìa chư Phật, thường cúng dường mười phương chư Phật. Thế nên đối với Bát Nhã Ba La Mật, hết thảy thế gian nên cúng dường. Lại nữa, Phật mở đầu bằng lấy Xá Lợi Phật để cõi Diêm Phù Đề, để thích rõ hai việc hơn thua. Vì hết thảy chúng sinh nên tăng rộng Xá Lợi đến 3.000 đại thiên thế giới. Trong đây tự nói nhân duyên, thấy Bát Nhã Ba La Mật cùng với thấy Phật ngang nhau không khác. Kinh, lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, như Phật ở đời thị hiện ba việc, đản sinh, thành đạo, nhập Niết Bàn. Và nói 12 bộ kinh từ Tu Đà La Kỳ Dạ cho đến Diêu Bà Đề Xá, lại có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng giảng nói Bát Nhã Ba La Mật, hai việc ấy bằng nhau không khác. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì từ trong Bát Nhã Ba La Mật ấy xuất sinh ba việc thị hiện và 12 bộ kinh từ Tu Đà La cho đến Diêu Bà Đề Xá. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, mười phương chư Phật ở đời thị hiện ba việc, nói 12 bộ kinh từ Tu Đà La cho đến Diêu Bà Đề Xá. Lại có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì Bát Nhã Ba La Mật, vì người khác nói hai việc ấy bằng nhau không khác. Vì sao? Vì từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sinh chư Phật và 12 bộ kinh từ Tu Đà La cho đến Diêu Bà Đề Xá. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, nếu có người cúng dường chư Phật trong mười phương thế giới như số cát sông Hằng, cung kính tôn trọng, tán thán hương hoa cho đến pha lọc, lại có người chép quyển kinh Bát Nhã Ba La Mật cung kính tôn trọng, tán thán hương hoa cho đến pha lọc, phước kia bằng nhau, vì mười phương chư Phật đều từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sinh. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe Bát Nhã Ba La Mật ấy thọ trì đọc tụng, nhớ nghĩ đúng, và vì người khác nói người ấy không đọa địa ngục súc sinh ngạ quỷ, cũng không rơi vào địa vị thanh văn bích chi Phật. Vì sao? Vì nên biết thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy chính ở địa vị bất thối, Bát Nhã Ba La Mật ấy xa lìa tất cả khổ não suy bệnh. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân chép quyển kinh Bát Nhã Ba La Mật, thọ trì thân cận cúng dường cung kính tôn trọng tán thán người ấy để hết các sợ hãi, bạch Đức Thế Tôn, thí như người mắc nợ thân cận với quốc vương, cung cấp hai bên chủ nợ lại trở lại cúng dường cung kính người ấy không còn sợ hãi. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì người dựa kề nơi vua, nương cậy người có thế lực. Như vậy, bạch Đức Thế Tôn, Xá Lợi chư Phật nhờ Bát Nhã Ba La Mật huân tu nên được cúng dường cúng kính. Bạch Đức Thế Tôn, nên biết Bát Nhã Ba La Mật như vua, Xá Lợi Phất như người mắc nợ. Người mắc nợ dựa vua nên được cúng dường Xá Lợi, cũng dựa Bát Nhã Ba La Mật huân tu nên được cúng dường. Bạch Đức Thế Tôn, nên biết trí nhất thiết chủng của chư Phật cũng do Bát Nhã Ba La Mật huân tu nên được thành tựu. Vì thế, bạch Đức Thế Tôn, trong hai phần con lấy phần Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sinh 32 tướng Xá Lợi chư Phật, cũng từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sinh Phật 10 lực, 4 điều không sợ, 4 trí vô ngại, 18 pháp không chung, đại từ đại bi. Bạch Đức Thế Tôn, từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sinh năm Ba La Mật kia, làm cho được danh tự là Ba La Mật. Từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sinh trí nhất thiết chủng của chư Phật. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, ở trong 3.000 đại thiên thế giới, nếu có người thọ trì cúng dường cung kính tôn trọng tán thán Bát Nhã Ba La Mật, thì ở chỗ ấy
hoặc người hoặc chẳng phải người, không thể tìm được chỗ tiện lợi để phá, người ấy dần dần được vào niết bàn. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật có lợi ích lớn như vậy, có thể ở trong 3.000 đại thiên thế giới làm Phật sự. Bạch Đức Thế Tôn, ở chú xứ nào có Bát Nhã Ba La Mật, thời ở đó là có Phật. Bạch Đức Thế Tôn, thí như ở chú xứ có Ngọc Mai Ni vô giá, các phi nhân không tìm được chỗ tiện lợi để phá. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân có bệnh nhiệt, lấy ngọc ấy đeo trên mình, bệnh nhiệt liền hết. Nếu có bệnh gió, bệnh lạnh, bệnh lẫn lộn cả nóng gió lạnh, lấy ngọc ấy đeo trên mình, bệnh đều trừ hết. Nếu trong chỗ tối, ngọc ấy có thể soi sáng, khi nóng có thể làm mát, khi lạnh có thể làm ấm. Chỗ có ngọc, không lạnh không nóng, thời tiết thuận hòa, chỗ ấy cũng không có các thứ độc khác. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân bị rắn độc cắn, lấy ngọc chỉ cho thấy độc liền tiêu mất. Lại nữa, Bạch Đức Thế Tôn, nếu nam tử nữ nhân đau mắt đau da mù lòa, lấy ngọc chỉ cho thấy liền trừ diệt. Nếu có ghẻ lát phù thủng, lấy ngọc đeo trên mình, bệnh liền hết. Lại nữa, Bạch Đức Thế Tôn, ngọc mani ấy ở trong nước, nước theo mani thành một màu. Nếu lấy vật màu xanh gói lại để trong nước, nước màu nước thành xanh. Nếu lấy vật màu vàng, đỏ, trắng, hồng, hồ thủy bọc lại để trong nước, nước liền theo đó thành màu vàng, đỏ, trắng, hồng, hồ thủy. Lấy vật có các màu như vậy gói ngọc để trong nước, nước liền theo đó thành các màu. Bạch Đức Thế Tôn, nếu nước đục, lấy ngọc để vào nước liền trong, ngọc ấy có đức tánh như vậy. Bây giờ A Nan hỏi Thích Đại Hòa Nhân: Kiều Thi Ca, ngọc mani ấy là báu trên trời hay là báu cõi Diêm Phù Đà? Thích Đại Hòa Nhân thưa với A Nan: Đó là báu trên trời, người cõi Diêm Phù Đà cũng có báu ấy, nhưng vì công đức ít nên không đầy đủ. Còn báu trên trời trong sạch nhẹ đẹp, không thể lấy thí dụ so được. Lại nữa, Bạch Đức Thế Tôn, ngọc mani ấy nếu để trong hòm, khi lấy ngọc ra, công năng nó xông ướp hòm nên người ta đều yêu kính. Như vậy, Bạch Đức Thế Tôn, ở chú xứ có chép quyển kinh Bát Nhã Ba La Mật, thời chỗ ấy không sợ các sự não hại, cũng như chỗ có đeo ngọc mani, thời không có các nạn. Bạch Đức Thế Tôn, sau khi Phật niết bàn, xá lợi được cúng dường, đều do năng lực của Bát Nhã Ba La Mật, thiện Ba La Mật cho đến thí Ba La Mật, do năng lực công đức của nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, nhất thiết trí, pháp tướng, pháp trụ, pháp vị, pháp tánh, thật tế, bất khả tư nghị tánh, trí nhất thiết trùng. Thiện nam tử, thiện nữ nhân nghĩ rằng, xá lợi Phật ấy là trú xứ của các công đức chư Phật, như nhất thiết trí, trí nhất thiết trùng, đại từ đại bi, dứt hết thảy kiết sử và tập khí, thường hành xả, pháp không sai lầm, vân vân. Do vậy nên xá lợi được cúng dường. Bạch Đức Thế Tôn, xá lợi là trú xứ của Ba La Mật, các báu công đức là trú xứ của Ba La Mật, không như không sạch, là trú xứ của Ba La Mật, chẳng sinh chẳng diệt, Ba La Mật chẳng vào chẳng ra, Ba La Mật chẳng tăng chẳng giảm, Ba La Mật chẳng đến chẳng đi chẳng ở. Xá lợi Phật ấy là trú xứ Ba La Mật các pháp tướng, do Ba La Mật các pháp ấy huân tu nên xá lợi được cúng dường. Lại nữa, Bạch Đức Thế Tôn, không kể xá lợi đầy 3.000 đại thiên thế giới mà xá lợi đầy cả thế giới như các sông Hằng là một phần, có người chép quyển kinh Bát Nhã Ba La Mật là một phần. Trong hai phần ấy, con lấy phần Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì từ trong Bát Nhã Ba La Mật ấy xuất sinh xá lợi Phật, do Bát Nhã Ba La Mật ấy huân tu nên xá lợi được cúng dường. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân cúng dường xá lợi, cung kính tôn trọng tán thán, quả báo công đức kia không có ngần mé, hưởng thọ phước lạc cõi trời cõi người, đó là dòng lớn xá lợi, dòng lớn Bà La Môn, đại gia cư sĩ, chỗ trời tứ thiên vương, cho đến phước lạc trong cõi trời tha hóa tự tại, cũng do nhân duyên phước đức ấy nên sẽ được hết khổ. Nếu thọ Bát Nhã Ba La Mật này đọc tụng rằng nói nhớ nghĩ đúng, thì người ấy có thể đầy đủ thiền Ba La Mật cho đến thí Ba La Mật, có thể đầy đủ bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, vượt qua địa vị Thanh Văn Bích Chi Phật, chú địa vị Bồ Tát, chú địa vị Bồ Tát vị rồi, được thần thông Bồ Tát, từ một cõi Phật đến một cõi Phật, vị Bồ Tát ấy, vì chúng sinh mà thọ thân tùy chỗ thích ứng, thành tựu chúng sinh, hoặc làm chuyển luân thánh vương, hoặc sinh dòng lớn sát lợi, hoặc sinh dòng lớn Bà La Môn để thành tựu chúng sinh. Vì vậy, Bạch Đức Thế Tôn, con không phải vì khinh mạn, không cung kính mà không lấy phần xá lợi.
vì thiện nam tử thiện nữ nhân cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, tức là cúng dường Xá Lợi. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, có người muốn thấy pháp thân sắc thân Phật hiện tại trong mười phương vô lượng vô số thế giới, người ấy nên nghe thọ trì Bát Nhã Ba La Mật, đọc tụng nhớ nghĩ đúng vì người khác nói rộng. Như vậy thiện nam tử thiện nữ nhân ấy sẽ thấy pháp thân sắc thân Phật hiện tại trong mười phương vô lượng vô số thế giới. Thiện nam tử thiện nữ nhân ấy hành Bát Nhã Ba La Mật cũng nên dùng pháp tướng tu niệm Phật Tam Muội. Lại nữa, thiện nam tử thiện nữ nhân muốn thấy chư Phật hiện tại, hãy nên thọ Bát Nhã Ba La Mật ấy cho đến nhớ nghĩ đúng. Luận, lại nữa, Phật chú ba sự thể hiện thuyết 12 bộ kinh. Hỏi, trong tất cả người thuyết pháp không ai bằng Phật. Phật nói 12 bộ kinh đầy đủ tất cả. Tại sao thiện nam tử chỉ thọ trì Bát Nhã Ba La Mật mà lại bằng với Phật không khác? Đáp, trong đề Phật muốn xưng tán Bát Nhã là lớn, trong 12 bộ kinh Bát Nhã là tối thắng. Vì sao? Vì nói Bát Nhã Ba La Mật ấy thì có nhiều người phát tâm Bồ Tát, còn khi nói 12 bộ kinh thì phát tâm ba thừa lẫn lộn, không lấy công đức Bồ Tát sánh với vô lượng thân Phật, vì đây nói pháp thân. Bồ Tát chỉ nói Bát Nhã quyến dẫn đại thừa, Phật nói lẫn lộn quyến dẫn thừa, cho nên bằng nhau không khác. Lại nữa, ba sự thị hiện và nói 12 bộ kinh căn bản là Bát Nhã Ba La Mật, cúng dường chư Phật mười phương như số các sông Hằng. Hoặc lại có người cúng quyển kinh Bát Nhã cũng bằng nhau không khác. Trong đây Phật tự nói Bát Nhã sở dĩ có nhân duyên phước đức thù thắng là vì Bát Nhã phá được hết thảy khổ não, suy bệnh, sợ hãi. Như người mắc nợ dựa vào vua, vua ví dụ Bát Nhã, người mắc nợ ví dụ Xá Lợi. Xá Lợi là do nghiệp nhân duyên đời trước tạo thành, trong nhân duyên phải đền trả đối xứng, song do có Bát Nhã Ba La Mật huân tu nên sự đền trả đối xứng theo nhân duyên đời trước và sự đói khát lạnh nóng không xâm hại được, trái lại được cõi trời cõi người cúng dường, như người mắc nợ dựa vào vua trở lại được chủ nợ tôn kính. Trước kia nói không có các suy não và sợ hãi để nói rõ bên trong, nay nói Ngọc Mani và người Ngọc Mani thì người và chẳng phải người, không tìm được chỗ dễ để nói rõ bên ngoài. Người ấy do cúng dường Bát Nhã Ba La Mật nên hoặc đời nay hoặc đời sau, hoặc thân suy tâm bệnh đều trừ hết, các việc thiện nguyện tùy ý cho hết, được báo Bát Nhã Ba La Mật, không có các sợ hãi, không bị thiếu hụt, thì như có châu báu vô giá, muốn gì được nấy. Hỏi, Ngọc Báu Ma Ni là thứ báu gì trong các thứ pha lê, vàng bạc, sa cừ, mã não, lưu ly, san hô, hổ phách và kim cương? Đáp, có người nói ngọc báu ấy từ trong não rồng chúa xuất sinh, người có được ngọc ấy chất độc không thể hại, vào lửa không cháy, có công đức như vậy. Có người nói đó là kim cương của đế thích, cầm dùng khi chiến đấu với Atula bị vỡ nát, rơi đến cõi Diêm Phù Đà. Có người nói Xá Lợi Phật từ quá khứ lâu xa, khi chánh pháp diệt tận, thì Xá Lợi biến thành ngọc ấy để lợi ích chúng sinh. Có người nói do chúng sinh có phước đức nhân duyên nên tự nhiên có ngọc ấy, thí như vì nhân duyên tội nặng nên trong địa ngục tự nhiên có đồ trị tội. Ngọc báu này tên Như Ý, không có màu sắc nhất định, trong suốt nhẹ đẹp, đồ vật của bốn châu thiên hạ đều được chiếu sáng. Nghĩa ngọc Như Ý như trước đã nói, báu này thường sinh ra tất cả vật báu như y phục ẩm thực để theo ý muốn cấp cho đủ cả, cũng trừ được các suy não bệnh khổ. Ngọc báu này có hai thứ, có thứ báu như ý ở trên trời, có thứ báu như ý ở cõi người. Chư thiên phước đức dày nên ngọc có công năng đầy đủ, người phước đức mỏng nên ngọc có công năng không đầy đủ. Ngọc này để trong phòng xá dương hòm chỗ ấy cũng có oai đức, Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy. Như ngọc báu như ý có thể cho người tại gia phước lạc đời này tùy ý mong muốn, Bát Nhã Ba La Mật có thể cho người xuất gia cái vui giải thoát ba thừa tùy ý mong cầu. Chỗ có ngọc báu như ý, kẻ phi nhân không thể tìm được chỗ tiện lợi. Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy, tâm hành giả tương ưng với Bát Nhã, thời tà ác la sát không thể lọt vào tâm kia, làm trở hoại ý đạo, cướp mạng sống trí tuệ. Lại nữa, chỗ có Bát Nhã, ma hoặc ma dân, địa thần giả xoa, các ác quỷ, không thể tìm được chỗ tiện lợi. Ngọc như ý trừ được 404 bệnh, 4 bệnh căn bản là phong nhiệt, lạnh và hỗn hợp. Bát Nhã Ba La Mật cũng trừ được 84.000 bệnh,
Bốn bệnh căn bản là tham sân si, đẳng phần, gồm cả tham sân si. Phần bệnh dâm dục có 21.000, phần bệnh sân nhuế có 21.000, phần bệnh ngu si có 21.000, phần bệnh đẳng phần có 21.000. Lấy bất tịnh quán trừ tham dục, lấy từ bi tâm trừ sân nhuế, lấy nhân duyên quán trừ ngu si, trùng ba thứ thuốc trên hoặc quán bất tịnh, hoặc quán từ bi, hoặc quán nhân duyên trừ bệnh đẳng phần. Như ngọc báu trừ được hắc ám, bát nhã cũng như vậy, trừ được hắc ám ba cõi. Như ngọc báu trừ được nhiệt, bát nhã cũng như vậy, trừ được nhiệt dâm dục sân nhuế. Như ngọc báu trừ được lạnh, bát nhã cũng như vậy, trừ được lạnh vô minh, bất tín bất kính giải đãi. Mặt trời mặt trăng đều do các báu thành, mặt trời làm nóng, mặt trăng làm lạnh, tuy đều có lợi ích cho chúng sinh, song vì không thể gồm hết nên không gọi là như ý. Chỗ có ngọc báu, các rắn độc trùng dữ không thể làm hại. Bát nhã cũng như vậy, độc tham dục không thể làm bệnh. Nếu có người bị rắn độc cắn, cầm ngọc báu này chỉ cho xem tiền lành độc. Nếu người bị độc tham dục cắn, gặp được bát nhã ba la mật, độc tham giận liền tiêu như nan đà, ương quật, lê ma la, vân vân. Người có mắt đau, mù lòa, lấy ngọc báu chỉ cho xem liền lành bệnh. Bát nhã ba la mật cũng như vậy. Có người vì vô minh, nghi ngờ, hối hận, điên đảo, tà kiến, phá mắt tuệ, gặp được bát nhã để được sáng mắt. Như người bị ghẻ lở, ung thư, phù thủng, lấy ngọc bóng chỉ cho để hết bệnh. Bát nhã cũng như vậy, năm tội nghịch phong lát, gặp được bát nhã để tiêu. Như lấy vật có các màu sắc gói ngọc để vào trong nước, nước tùy theo đó biến thành một màu. Bát nhã cũng như vậy, hành giả được thế lực bát nhã, thời tâm mềm dịu, không đắm trước gì. Tùy theo năm căn tín, vân vân, cũng tùy theo bốn thiền, bốn tâm vô lượng, tám bột xả, tám thắng xứ và 10 nhất thiết nhập. Lại nữa, tùy theo học khắp tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, bích chi Phật, không có gì trái nghịch. Sắc thứ sáu là sắc hồ thủy, là sắc hư không, hành giả có được bát nhã quán các pháp không, tâm cũng theo đó mà không chấp trước. Như vậy, vào hết thảy các pháp đều tùy thuận không chướng ngại. Như nước hỗn trược, tạp sắc, như nhớp, lấy ngọc đè vào đều trở nên thanh tịnh một màu. Bát nhã cũng như vậy, người có các phiền não, tà kiến, ý luận, khuấy tâm hỗn trược, có được bát nhã, thấy trong sạch một màu. Như ngọc như ý có vô lượng công đức bát nhã cũng như vậy. Này sẽ nói tướng công đức riêng bát nhã, ngọc như ý ấy chỉ trừ được ác quỷ, không thể phá thiên ma, bát nhã trừ được cả hai. Ngọc chỉ trị được thân bệnh, bát nhã trị được cả thân bệnh, tâm bệnh. Ngọc chỉ trừ được bệnh người mà thần trị được, còn bát nhã thì trị được tất cả bệnh mà người, rồng và quỷ thần không trị được. Ngọc chỉ trị được bệnh đời đời từng trị, còn bát nhã trị được bệnh từ đời vô thì lại chưa từng trị được. Có các sai biệt như vậy, ngọc soi được chỗ đêm tối có để nó, còn bát nhã soi được tất cả chỗ tối vô minh, tương ưng với phiền não và vô minh bất cộng, tức vô minh độc lập không tương với phiền não, và tất cả sự mưu si hắc ám không hiểu rõ các pháp. Ngọc chỉ phá được nóng tại chỗ ở, không phá được nóng tại các chỗ khác. Còn sức bát nhã cho đến ngọn lửa đốt cháy vô lượng thế giới lúc kiếp tận, thổi một hơi là tắt hết, huống gì một chỗ nóng. Ngọc chỉ phá được lửa hình chất, sức nóng mặt trời, còn bát nhã trừ được sức nóng của tâm có ba độc. Ngọc chỉ trừ được gió mưa tuyết lạnh, còn bát nhã trừ được khí lạnh của tâm bất tín bất kính giải đãi của chúng sinh trong mười phương vô lượng thế giới. Ngọc chỉ trừ được nọc độc bên ngoài, không thể trừ được rắn độc bốn đại, còn bát nhã trừ được hoàn toàn cả hai thứ độc ấy. Ngọc không thể trừ được tà kiến, còn bát nhã trừ được. Ngọc trị được mắt thịt, còn bát nhã trị được mắt tuệ. Ngọc trị được mắt thấy gần, còn bát nhã trị được mắt thấy xa. Ngọc trị được mắt thịt không là ngọc, còn bát nhã trị được mắt tuệ tức là bát nhã. Ngọc trị được mắt thịt sau bệnh lại phát, còn bát nhã trị được mắt tuệ rốt ráo thanh tịnh. Ngọc trị được ghẻ lát phù thủng, còn bát nhã trị được thân ác tâm lát. Hỏi: trong bốn thứ bệnh đã gồm tất cả bệnh, cớ sao còn nói riêng bệnh mắt, bệnh lát? Đáp: mắt là đệ nhất trong thân, sử dụng rất quý, cho nên nói riêng. Ở trong các bệnh, bệnh lát rất nặng, do tội nhân duyên đời trước nên khó trị, vì vậy nên nói lại. Ngọc có thể làm cho nước hiện màu tùy theo màu sắc của vật gói nó, còn bát nhã có thể làm cho thiện pháp tùy thuận tâm số.
Ngọc không chuyển được tâm người, còn Bát Nhã chuyển được tâm tánh ưa muốn của tất cả chúng sinh. Ngọc có thể làm cho chỗ nước bỏ nó vào đục thành tro chứ không phải tất cả nước. Còn sức Bát Nhã có thể làm cho tâm uế trược của sáu giác quán đều thanh tịnh, lại có thể làm cho thanh tịnh tâm uế trược tham giận của các chúa rồng, chúa quỷ thần, chúa người. Ngọc có thể khiến chỗ phòng xá hòm dương chứa nó khiến cho có oai đức. Còn sức Bát Nhã có thể độ vô số chúng sinh trong mười phương vô lượng thế giới, làm cho có oai đức. Công năng của Ngọc khi bỏ vào hòm dương không thể giúp cho người có được công năng tùy ý, còn xá lợi được Bát Nhã quân tu, nên người nào cúng dường chắc chắn trở lại được Bát Nhã mà được thành Phật. Dường hòm được Ngọc ấy, người phàm phu quý, còn xá lợi thì người phàm phu và thánh nhân đều quý. Dường hòm được Ngọc, người thọ vui thế gian quý, còn xá lợi cả người thọ vui thế gian, xuất thế gian đều quý. Bát Nhã là ví dụ ngọc báu như ý, hòm dương là ví dụ xá lợi. Trong xá lợi tuy không có Bát Nhã, song nhờ phân tu Bát Nhã nên được cúng dường. Lại nữa, trong thánh pháp, Bát Nhã là đệ nhất, không gì có thể ví dụ được. Vì người thế gian quý ngọc báu nên lấy ngọc ví dụ. Người thấy được ngọc báu như ý, sở nguyện đều thành. Nếu thấy chỗ để ngọc, cũng được thành đôi chút sở nguyện. Hành giả cũng như vậy, rõ được nghĩa Bát Nhã ba la mật, điện được vào Phật đạo, đều thấy xá lợi có Bát Nhã trú ở mà cúng dường nên được vô lượng phước lạc đời này đời sau, lâu sẽ đắc đạo. Tổng tướng biệt tướng như vậy nên biết. Hỏi: nếu Bát Nhã có công đức như vậy, cớ sao nói xá lợi là trú xứ của năm ba la mật và trí nhất thiết chủng nên được cúng dường? Đáp: trước đã nói trong hết thảy pháp, Bát Nhã là đầu, là dẫn đạo sáng suốt. Thì như vua đến chắc chắn có kẻ tùy tùng, chỉ nói vua là có đủ các người khác tán thán Bát Nhã ba la mật, nghĩa này trước đã nói. Kinh: lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, có hai pháp tướng là tướng các pháp hữu vi và tướng các pháp vô vi. Thế nào là tướng các pháp hữu vi? Đó là trí tuệ đối với nội không, cho đến trí tuệ đối với vô pháp hữu pháp không, trí tuệ đối với bốn niệm xứ, cho đến trí tuệ đối với tám thánh đạo phận, trí tuệ đối với Phật mười lực, bốn điều không sợ, bốn trí vô ngại, 18 pháp không chung, trí tuệ đối với pháp lành chẳng lành, trí tuệ đối với pháp hữu lậu, pháp vô lậu, trí tuệ đối với pháp thế gian, pháp xuất thế gian, ấy gọi là tướng các pháp hữu vi. Thế nào gọi là tướng các pháp vô vi? Đó là tự tánh các pháp không sinh không diệt, không trụ không dị, không như không sạch, không tăng không giảm. Thế nào gọi là tự tánh các pháp? Các pháp không có tánh gì, đó là tự tánh các pháp, ấy gọi là tướng các pháp vô vi. Bây giờ Phật bảo Thích Đại Hoằng Nhân: như vậy kiểu thi ca, trừ Phật quá khứ, được Bát Nhã ba la mật, chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đệ tử chư Phật quá khứ cũng nương Bát Nhã ba la mật mà chứng được tu đà hoàn cho đến a la hán, bích chi Phật đạo, vô lượng vô số chư Phật vị la hiện tại trong mười phương, nhân nơi Bát Nhã ba la mật chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đệ tử chư Phật vị la hiện tại cũng nhân nơi Bát Nhã ba la mật chứng được tu đà hoàn đạo cho đến bích chi Phật đạo. Vì sao? Vì trong Bát Nhã ba la mật có nói rộng nghĩa ba thừa, nhưng đây vì nói pháp vô tướng, vì pháp không sinh không diệt, vì pháp không nhơ không sạch, vì pháp không làm không khởi, không vào không ra, không tăng không giảm, không lấy không bỏ. Đây nói như vậy là theo thế tục chứ không phải theo đệ nhất nghĩa. Vì sao? Vì Bát Nhã chẳng phải bờ này, chẳng phải bờ kia, chẳng phải cao, chẳng phải thấp, chẳng phải bằng, chẳng phải không bằng, chẳng phải tướng, chẳng phải vô tướng, chẳng phải thế gian, chẳng phải xuất thế gian, chẳng phải hữu lậu, chẳng vô lậu, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, chẳng phải thiện, chẳng phải bất thiện, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại. Vì sao? Kiều thi ca, vì Bát Nhã ba la mật không thủ lấy pháp thanh văn, bích chi Phật cũng không bỏ pháp phàm phu. Thích Đại Hoằng Nhân bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành Bát Nhã ba la mật, biết hết thảy tâm chúng sinh, cũng không thủ đắc chúng sinh, cho đến không thủ đắc kẻ biết kẻ thấy. Bồ Tát ấy không thủ đắc sắc, không thủ đắc thọ tưởng hành thức, không thủ đắc mắt cho đến ý, không thủ đắc sắc cho đến pháp, không thủ đắc nhãn và xúc làm nhân duyên sinh thọ, cho đến ý và xúc làm nhân duyên sinh thọ, không thủ đắc bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, không thủ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, không thủ đắc Phật pháp, không thủ đắc Phật. Vì sao? Vì Bát Nhã ba la mật không vì thủ đắc pháp nên xuất hiện. Vì sao? Vì Bát Nhã ba la mật tánh không có gì,
không thể có được năng đắc sở đắc và hai chỗ nương tánh tướng đều không, không thể có được. Phật bảo Thích Đề Hoàn Nhân: như vậy Kiều Thi Ca, như lời ông nói, Bồ Tát Ma Ha Tát suốt đời tu học Bát Nhã Ba La Mật, chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn không thể có được, huống gì có thể chứng đắc Bồ Tát và Pháp Bồ Tát. Bấy giờ Thích Đề Hoàn Nhân bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát chỉ tu học Bát Nhã Ba La Mật, không tu học các Ba La Mật khác chăng? Phật bảo Thích Đề Hoàn Nhân: Kiều Thi Ca, Bồ Tát tu học sáu Ba La Mật vì không có sở đắc. Tu thí Ba La Mật không sở đắc người cho, không sở đắc về nhận, không sở đắc tài vật. Tu giới Ba La Mật không sở đắc giới, không sở đắc người giữ giới, không sở đắc người phá giới. Cho đến tu Bát Nhã Ba La Mật không sở đắc trí tuệ, không sở đắc người trí tuệ, không sở đắc người không trí tuệ. Kiều Thi Ca, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu bố thí có Bát Nhã Ba La Mật làm dẫn đạo sáng suốt, nên đầy đủ được thí Ba La Mật. Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu trì giới có Bát Nhã Ba La Mật làm dẫn đạo sáng suốt, nên đầy đủ được giới Ba La Mật. Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu nhẫn nhục có Bát Nhã Ba La Mật làm dẫn đạo sáng suốt, nên đầy đủ được nhẫn nhục Ba La Mật. Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu tinh tấn có Bát Nhã Ba La Mật làm dẫn đạo sáng suốt, nên đầy đủ được tinh tấn Ba La Mật. Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu thiền có Bát Nhã Ba La Mật làm dẫn đạo sáng suốt, nên đầy đủ được thiền Ba La Mật. Bồ Tát Ma Ha Tát khi quán các pháp có Bát Nhã Ba La Mật làm dẫn đạo sáng suốt, nên đầy đủ được Bát Nhã Ba La Mật. Tất cả pháp vì không có sở đắc, đó là sắc cho đến trí nhất thiết chủng. Kiều Thi Ca, thì như các cây trong cõi Diêm Phủ Đề, có những hoa, những lá, những quả, những màu sắc khác nhau, mà bóng im của nó không sai khác. Cũng như vậy, các Ba La Mật vào trong Bát Nhã Ba La Mật là trí nhất thiết chủng, không có sai khác vì không có sở đắc. Thích Đại Hòa Nhân bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật thành tựu công đức lớn. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật thành tựu tất cả công đức. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật thành tựu vô lượng công đức, thành tựu vô biên công đức lớn, thành tựu công đức vô đẳng. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân chép quyển kinh Bát Nhã Ba La Mật, cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán, hương hoa cho đến phan lọc, nhớ nghĩ đúng như lời Bát Nhã Ba La Mật nói, lại có thiện nam tử, thiện nữ nhân chép quyển kinh Bát Nhã Ba La Mật cho người khác, phước nào nhiều hơn? Phật dạy Thích Đề Hoàn Nhân: Kiều Thi Ca, ta lại hỏi ông, tùy ý ông đáp. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân cúng dường xá lợi chư Phật, cung kính tôn trọng tán thán, hoa hương cho đến phan lọc, nếu lại có người chia xá lợi nhỏ bằng hạt cải cho người khác, khiến cúng dường cung kính tôn trọng tán thán, hoa hương cho đến phan lọc, phước nào nhiều hơn? Thích Đề Hoàn Nhân bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như nghĩa còn đã được nghe trong pháp Phật dạy, có thiện nam tử, thiện nữ nhân tự cúng dường xá lợi cho đến phan lọc, nếu lại có người chia xá lợi nhỏ bằng hạt cải cho người khác, khiến cúng dường phước ấy rất nhiều. Bạch Đức Thế Tôn, Phật thấy phước ấy lợi ích chúng sinh, nên vào kim cang tam muội, đập nát thân kim cang làm thành mạt xá lợi. Vì sao? Vì sau khi Phật diệt độ, có người cúng dường xá lợi cho đến nhỏ bằng hạt cải, phước báo ấy vô biên cho đến được hết khổ. Phật bảo Thích Đề Hoàn Nhân: như vậy Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân chép quyển kinh Bát Nhã Ba La Mật, cúng dường cung kính hương hoa cho đến phan lọc, nếu lại có người chép quyển kinh Bát Nhã Ba La Mật cho người khác khiến học, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy phước rất nhiều. Lại nữa Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân đúng như nghĩa lý Bát Nhã Ba La Mật đem nói cho người khác, khai thị phân biệt làm cho dễ hiểu, thầy thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy công đức hơn thiện nam tử, thiện nữ nhân trước, nên xem người giảng cho nghe Bát Nhã Ba La Mật như Phật và như người có phạm hạnh cao thắng. Vì sao? Vì nên biết Bát Nhã Ba La Mật chính là Phật, Bát Nhã Ba La Mật không khác Phật, Phật không khác Bát Nhã Ba La Mật. Chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đều tu học Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác và thành người phạm hạnh cao thắng. Người phạm hạnh cao thắng là địa vị bất thối. Bồ Tát Ma Ha Tát cũng học Bát Nhã Ba La Mật sẽ chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người thành văn học Bát Nhã Ba La Mật chứng được đạo A La Hán. Người cầu đạo Bích Chi Phật học Bát Nhã Ba La Mật chứng được đạo Bích Chi Phật. Bồ Tát cũng học Bát Nhã Ba La Mật vào Bồ Tát vị. Vì vậy Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn cúng dường Phật hiện tại, cung kính tôn trọng tán thán, hoa hương cho đến phan lọc, hãy cúng dường Bát Nhã Ba La Mật.
ta thấy lợi ích ấy, nên khi mới chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, ta nghĩ như vậy. Ai là người đáng được cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán, nương dựa, kiểu thi ca, ta không thấy trong tất cả thế gian, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm, hoặc sa môn, bà la môn, có ai bằng ta, huống gì hơn ta. Ta tự suy nghĩ, pháp này do ta chứng được, để tự mình làm Phật, vậy ta cúng dường pháp ấy, cung kính, tôn trọng, tán thán, an trú, nương tựa pháp ấy. Pháp ấy là gì? Là bát nhã ba la mật vậy. Kiểu thế ca, ta tự cúng dường bát nhã ba la mật, cung kính, tôn trọng, tán thán rồi, an trú, nương tựa pháp. Huống gì thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác mà không cúng dường bát nhã ba la mật, cung kính, tôn trọng, tán thán, hương hoa, anh lạc cho đến phát lọ. Vì sao? Vì từ bát nhã ba la mật sinh các bồ tát ma ha tát, từ bồ tát ma ha tát sinh ra chư Phật. Vì vậy kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân nếu cầu Phật đạo, nếu cầu bích chi Phật, nếu cầu đạo thanh văn, đều nên cúng dường bát nhã ba la mật, cung kính, tôn trọng, tán thán, hương hoa cho đến phan lọc. Luật hỏi: nhân duyên gì nên nói tướng pháp hữu vi, pháp vô vi? Đáp: để thích tán thán bát nhã ba la mật bao gồm hết thảy pháp. Ở đây muốn nói nhân duyên ấy, tướng pháp hữu vi là 18 không, 37 phẩm cho đến 18 pháp không chung, được nói là pháp lành, pháp chẳng lành, cho đến pháp thế gian, xuất thế gian, ấy gọi là pháp hữu vi. Vì sao? Vì đó là tướng có tạo tác, tướng trước không có, nay có rồi lại không, trái với đây, tức là tướng pháp vô vi. Tướng hai pháp ấy đều bao gồm trong bát nhã ba la mật. Pháp lành hữu vi là chỗ tu hành, pháp vô vi là chỗ nương tựa, còn pháp vô ký, pháp chẳng lành, lìa bỏ nên không nói. Đây là chỗ học của Bồ Tát mới phát tâm. Nếu có được sức phương tiện của bát nhã ba la mật, pháp lành hữu vi là chỗ tu hành, pháp vô vi là chỗ nương tựa, còn pháp vô ký, pháp chẳng lành, vì lìa bỏ nên không nói. Đấy là chỗ học của Bồ Tát mới phát tâm. Nếu có được sức phương tiện của bát nhã ba la mật, nên vào vô sinh nhẫn, thời chẳng ưa pháp lành, chẳng ghét pháp xả, không lìa pháp hữu vi mà có pháp vô vi, thế nên không nương tựa niết bàn. Vì vậy trong kinh nói trong bát nhã ba la mật đã nói rộng ba thừa, vì dùng pháp vô tướng nên không sinh không diệt. Theo thế đế nên nói như vậy, chẳng phải theo đệ nhất nghĩa. Bồ Tát tu học thật tướng các pháp, tuy quán tâm hết thảy chúng sinh cũng không thủ đắc chúng sinh, tuy tu học hết thảy pháp cũng không thủ đắc hết thảy pháp. Vì sao? Vì được bát nhã ba la mật không sở đắc. Phật ấn khả lời tán thán kia, Bồ Tát thường tập hạnh ấy cho đến khi chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác mà còn không có sở đắc, huống gì pháp khác. Tâm đế thích nghĩ rằng nếu bát nhã là pháp rốt ráo thì người tu chỉ tu bát nhã ba la mật là đủ, cần gì tu pháp khác. Phật đáp: Bồ Tát tu sáu ba la mật vì dùng pháp bát nhã ba la mật không sở đắc hòa hợp ấy, tức là tu bát nhã ba la mật. Nếu chỉ tu bát nhã không tu năm pháp kia, thời công đức không đầy đủ, không đẹp, không diêu, thí như người ngu không biết ăn uống đủ thứ, nghe nói muối là chủ trong các vị, liền ăn thuần muối mất mùi vị lại bị họa. Người tu cũng như vậy, muốn trừ tâm nhiễm đắm chỉ tu bát nhã lại rơi vào tà kiến, không thể tăng tấn pháp lành. Nếu hòa hợp với năm ba la mật, thời công đức đầy đủ, nghĩa vị điều hòa thích hợp, tuy có các hạnh hòa hợp mà bát nhã là chủ. Nếu bố thí vân vân mà lìa bát nhã ba la mật, thời có các sai biệt. Nếu đến trong bát nhã ba la mật, thời chỉ một tướng, không có sai biệt. Thế như ao Anabhadada ở cõi Diêm Phù Đề chia ra bốn dòng sông lớn, mỗi sông lớn có 500 sông nhỏ chảy về, đều vào biển cả, thời mất tên gốc, biến thành một vị không có sai khác, lại như cây cối, nhành lá, hoa quả, màu sắc khác nhau mà bóng im thời không khác. Hỏi: bóng in cũng có sai khác, cây lớn, bóng in lớn, cành lá hoa quả hỷ thù lớn nhỏ khác nhau, làm sao không khác? Đáp: che ánh sáng nên có bóng hiện ra, chỗ không sáng thời gọi là bóng im, bóng im ấy không lấy hỷ thù lớn nhỏ làm ý nghĩa. Hỏi: tu hành bát nhã ba la mật, thọ trì, tụng đọc, cho đến nhớ nghĩ đúng, việc ấy khó, còn chép cất giữ quyển kinh bát nhã cho người khác là dễ, công đức còn không thể bằng, làm sao nói hơn? Đáp: riêng mình đọc tụng nhớ nghĩ đúng tuy khó, hoặc vì tâm chấp ngã nên công đức nhỏ, còn chép quyển kinh cho người khác mà có tâm đại bi, làm nhân duyên cho Phật đạo, không có tâm chấp ngã nên công đức lớn. Như Phật hỏi Đế Thích: nếu người tự mình cúng dường xá lợi
lại có người lấy giá lợi cho người bảo cúng dường phước ấy nhiều thế nào, đáp rằng cho người khác bảo họ cúng dường được phước nhiều, vì đem từ tâm không chấp ngã mà cho. Phật tuy không dùng phước đức, song thấy có lợi ích lớn cho chúng sinh như vậy, nên vào kim cang tam muội, tự làm nát thân mình thành nhiều mảnh xá lợi. Hỏi: nếu phước đức cốt ở tâm, cần gì Phật làm nát thân mình ra thành xá lợi nhỏ bằng hạt cải bảo người cúng dường? Đáp: lòng tin thanh tịnh từ hai nhân duyên sinh, một bên trong nhớ nghĩ đúng, hai bên ngoài có ruộng phước tốt, thì như có giống lúa tốt, ruộng lại phì nhiêu, thâu hoạch chắc chắn nhiều. Thế nên tâm tùy tốt phải nhân nơi xá lợi, vậy sau mới được quả báo lớn. Phật đã ấn khả lời kia, lại còn tự nói: có người viết chép quyển kinh cho người, lại có người ở giữa đại chúng giảng rộng nghĩa kia, phước ấy hơn người trước, nên xem người ấy như Phật hoặc gần Phật, như Phật hoặc gần Phật nghĩa như trước nói. Phật do hai nhân duyên làm chứng, nghĩa bát nhã ba la mật là tối thắng. Một, thánh nhân ba đời học trong đó mà thành thánh đạo. Hai, ta do pháp ấy nên được thành bậc thánh vô thượng, ta này trở lại tôn thờ chiêm ngưỡng pháp ấy. Pháp là thật tướng các pháp, tức bát nhã ba la mật. Kiểu thi ca, ta không còn cầu gì mà vẫn suy tôn cúng dường bát nhã ba la mật, huống gì thiện nam tử mà không lấy các thứ cúng dường bát nhã ba la mật. Ở đây nói nhân duyên rằng bát nhã ba la mật là nhân duyên căn bản của Bồ Tát, Bồ Tát là nhân duyên căn bản của chư Phật, chư Phật là nhân duyên vui lợi ích lớn của tất cả thế gian. Thế nên người thanh văn bích chi Phật muốn mau được an ổn, hành giả vào ba cửa giải thoát, còn cúng dường bát nhã ba la mật huống gì Bồ Tát. Đồ cúng dường là nhất tâm nghe thọ trì cho đến nhớ nghĩ đúng và dùng hương hoa cho đến phan lọng cúng dường. Hết cuốn 59 theo bản Hán.